Hello, mình xin kính chào mọi người nhé. Ngày chủ nhật mọi người ạ. Chủ nhật 8 giờ. 8 giờ. Thì nay cũng rảnh. Cũng rảnh thì đi lên đồi xem. Điền đồi một vòng xem còn cái tổ chim nào nữa không. Chim phượng hoàng đất ấy. Thì bây giờ là cũng cuối vụ rồi. Thì lên nếu mà thấy thì là nó thấy, còn không thấy thì thôi. Còn giờ nó không làm tổ nữa đâu. Thấy thì thứ nhất là bây giờ là nó có con này. Nó có con rồi thì mình bắt luôn. Còn nếu mà không thấy thì là nó không làm tổ nữa. Thì bây giờ là cuối vụ rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ đi lên đấy nhá. Ôi, những cái cây tre này. Cây tre già già này mà. Lấy về làm lồng chim thì quá đỉnh. Chê già, còn chê già luôn. Rồi bây giờ mình sẽ trèo ngược lên trên đằng trên này xem nào, thấy có cái gì tổ chim hay là có con chim phượng hoàng đất thì mình lại quay cho mọi người xem nhé. Khu vực này nhiều tổ chim phượng hoàng đất lắm anh ạ. Đấy, đang kêu đấy. Con bìm bìp vừa chạy. Từng con gì à, đấy. Mẹ đang kêu trên này. Lên xem. Nếu mà mình lên nhé. Nếu mà mình lên là nó không bay đấy. Nó không bay đi chỗ khác. Nó mà kêu như này là có tổ quanh quanh đấy nhé. Còn mình lên mà nó bay đi chỗ khác là kiểu nó đang đi ăn, nó gặp nhau, nó kêu. Đấy. Đấy, nghe như này. Đấy. Nhiều lắm, mấy con. Kiểu nó đang đi kiếm ăn, nó gặp nhau, nó kêu. Mới có tổ à? Đấy, để mình đi tìm nhé. Nào thấy thì mình sẽ quay cho mọi người xem. Đi đến đây là mình thấy một tổ này mọi người này. Nhưng mà chắc giờ là cuối vụ rồi sao ấy. Này. Tổ đây này. Mày thấy không? Đấy. Nhưng mà nhìn từ đây lên là không có gì nhé. Tổ chim phượng hoàng đất mọi người là không phải trèo đâu. Mà cứ nhìn từ dưới lên là nếu mà thấy có con ấy là kiểu gì nó cũng thò đầu ấy. Thấy có trứng thì thấy lốm đốm ấy. Từng cái chấm 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 nhỏ như phân bi ấy. Nãy mình nghe thì con mẹ nó kêu dưới này này. Đấy, nhưng mà bây giờ là cuối vụ rồi sao ấy. Thứ nhất là nó bay hết rồi. Đấy. Rồi ông không để, chắc nó không để trứng nữa. Là nay là mình đi lần này là mình chốt luôn nhé. Mình đi lần này là mình chốt luôn. Có thì có thì nó có, còn không có là nó không có. Còn chắc giờ là hết vụ rồi. Hết vụ rồi, để trứng rồi. Đấy, mình nghe dưới này, nó kêu dưới này nhưng mà giờ lại không nghe nữa. Nếu mà nó có tổ nhá, nó kêu. Mọi người đến là nó chỉ ở quanh quanh quần quần đấy thôi. Còn mà nó kêu mà mình đến ấy, mình đến mà nó bay đi ấy, thì tức là nó không có tổ. Đó. Nó bay đi rồi. Ôi, chắc là giờ là cuối vụ rồi. Đi tìm đột này chắc là chốt hạ. Không tìm nữa. Đi bẫy chim rồi. À. À, đi lên đây tí đâm trúng tổ ong mọi người ạ. À. Tổ ong vàng này. Vậy đi lên đây rồi. Đi đến đây rồi, ngước mặt lên này thấy con ong nó đang vẫy cánh kiểu như nó chuẩn bị tư thế nó chích mình rồi sao ấy. Mày thế mày ngửa mặt lên thấy à. Từ bé chưa bao giờ thấy cái tổ ong nào mà nó điêu như này, đúng trên một cái dưới đất thì không làm đấy. Ong vàng nhá à. Làm đúng cái cây nhìn điêu này. Ôi, đây nó phải hồng dây. Mình đang mò lối lên này.
mình đi. À đây, lối đây. Lại quay lại cái lối lúc nãy. Chết. Thì à, một hồi mình đi thì mình không kiếm được tổ nào mọi người ạ. Thì à, bây giờ là kiểu như là cuối vụ rồi. Cuối vụ chim rồi. Thấy tổ nào thì chỉ có tổ đấy, chỉ có con thôi. Còn nó không bây giờ nó không làm tổ nữa nha mọi người nhá. Nãy mình có nghe thấy mấy con phượng hoàng đất nó kêu bên này thì mình định đi sang đấy để lên thì đâm vào tổ ong. Mình nghe thấy mấy con nó kêu bên này mọi người ạ, phượng hoàng đất. Đến đây nay là mình đi làm đi thế này là kiểu như là chốt hạ thôi, là không có tổ ong nữa mọi người ạ. Quên, không có tổ chim nữa. Đấy, giờ có nếu giờ nếu mà có tổ thì chỉ có con rồi đấy. Đấy, nghe tiếng phượng hoàng đất dưới này, nhưng mà cái tiếng này là tiếng gọi bầy nhá. Chim này là chim gọi đàn thôi, còn không phải là chim chim nó kêu con. Chim cái tiếng kêu của cái nó có tổ nó khác mọi người ạ, còn cái tiếng gọi đàn nó khác. Thì chắc là giờ cũng không còn tổ nữa đâu. Giờ chắc là thứ nhất là nó bay hết rồi. Thì mình cũng xin phép dừng video ở đây rồi. Thì mình đi kiếm tổ ong. Chắc mọi người cũng không muốn xem tổ ong đâu. Chào mọi người nhé.